Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Ở video trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách làm món bánh gạo đơn giản tại nhà. Trong video hôm nay, mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách làm món bánh gạo cay nhé. Để làm được món bánh gạo cay thơm ngon hấp dẫn này, vô cùng đơn giản, các bạn hãy vào bếp cùng với kênh Góc Bếp Nhỏ để thực hiện món bánh gạo cay này nhé. Để làm được món bánh gạo cay này thì mình đã chuẩn bị sẵn ở đây 300g bánh gạo. Và bánh gạo mà ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn làm đấy. 100g chả cá, 10 quả trứng cút, 1 nắm cá cơm khô, 1 nhánh gừng, 1 củ tỏi, 1 thìa canh vừng trắng, 1 thìa canh đường, hành lá, hành tây, bắp cải hoặc là cải thảo, một nhúm rong biển khô, tương ớt Hàn Quốc, ớt bột, xì dầu và dầu mè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé. Bánh gạo nếu mà các bạn vừa làm xong thì các bạn có thể sử dụng luôn. Còn bánh gạo mà mình cất trong tủ lạnh thì các bạn nên giã đông trước 1 tiếng trước khi mình làm nhé. Bánh gạo này thì mình đã giã đông rồi. Phần chả cá, nếu mà các bạn mua được chả cá Hàn Quốc thì tốt, còn không thì các bạn có thể sử dụng chả cá Việt Nam nhé. Chả cá thì mình đã thái ra thành các cái miếng mỏng như thế này rồi. Các bạn có thể sử dụng cá cơm hoặc là tôm khô đều được nhé. Gừng thì mình đã gọt vỏ và thái thành các miếng mỏng. Tỏi thì mình cũng đã bóc vỏ và băm nhỏ ra thế này rồi. Nửa củ hành tây thì mình đã rửa sạch và thái ra thành các cái miếng mỏng. Hành lá thì mình cũng rửa sạch và cắt mỏng ra. Các bạn có thể sử dụng bắp cải hoặc là cải thảo. Bắp cải ở đây thì mình cũng đã rửa sạch và thái nhỏ ra. Bạn nào mà không mua được tương ớt Hàn Quốc thì có thể sử dụng tương ớt Việt Nam nhé. Nhưng mà để làm món bánh gạo cay này mình có tương ớt Hàn Quốc được thì nó sẽ đúng vị hơn đấy. Do mình không mua được ớt bột Hàn Quốc nên hôm nay mình sẽ sử dụng ớt bột Việt Nam. Ớt bột Hàn Quốc thì nó sẽ không cay bằng ớt bột Việt Nam nhưng nó có màu đẹp hơn. Sử dụng ớt bột Việt Nam thì các bạn nên cho lượng ít thôi nhé. Bây giờ thì mình sẽ mang trứng cút đi luộc chín. Trứng cút sau khi luộc chín thì các bạn bóc vỏ ra nhé. Bây giờ thì mình sẽ cùng với các bạn nấu phần nước sốt. Mình đã chuẩn bị sẵn một nồi nước đựng khoảng 500ml nước. Mình sẽ cho vào cùng với nồi nước gừng mình đã thái mỏng, một chút hành tây, cá cơm. Cá cơm mua về các bạn nhớ rửa thật sạch và để ráo nhé. Và mình sẽ cho vào cùng một nhúm rong biển khô. Các bạn nhìn thấy này, rong biển khô như thế này. Bây giờ mình sẽ đun sôi nồi nước lên nhé. Các bạn đun cho nồi nước gừng sôi khoảng chừng 5 phút nhé. Các bạn có thể thấy cái màu nước nó đã chuyển sang cái màu hơi xanh xanh này. Nó có vị tanh tanh của cá, vị tanh tanh của cái rong biển và vị thơm của gừng. Đun sôi khoảng chừng 5 phút thì các bạn tắt bếp, sau đấy lọc phần nước này qua một cái rây, mình chỉ sử dụng phần nước thôi. Và mình đã có được một bát nước dùng như thế này các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ cho vào trong chảo một chút dầu mè. Các bạn không có dầu mè thì các bạn có thể sử dụng dầu ăn bình thường cũng được nhé. Mình sẽ đun cho dầu nóng lên. Khi dầu đã nóng thì mình sẽ cho tỏi vào phi thơm. Khi tỏi đã vàng thơm rồi thì mình sẽ cho hành tây vào xào cùng. Mình sẽ chỉ xào qua hành tây thôi nhé. Tiếp đến mình sẽ cho phần nước dùng mình vừa nấu vào. Mình sẽ đun cho cái nước dùng này sôi trở lại. Nồi nước dùng đã sôi trở lại rồi, mình sẽ cho 2 thìa tương ớt Hàn Quốc vào nhé. Nó có màu rất là đẹp các bạn ạ. Các bạn
bạn đun cho cái phần tương ớt này tan ra. Bạn nào ăn được cay thì có thể cho thêm ớt bột, còn bạn nào mà không ăn được cay thì mình chỉ cho tương ớt thôi nhé. Mình không có ớt bột Hàn Quốc thì mình sẽ cho một chút ớt bột Việt Nam vào. Ớt bột Việt Nam thì rất là cay mà không có cái màu đỏ đẹp như là ớt bột Hàn Quốc các bạn ạ. Tiếp đến thì mình cho chả cá và cho bánh gạo vào cùng. Các bạn cho trứng cút vào luôn nhé. Mình sẽ cho một thìa cà phê xì dầu vào nhé. Tùy vào khẩu vị của từng người mà các bạn có thể nêm nếm gia vị cho phù hợp. Và cho nốt một thìa đường vào. Các bạn đun cho đến khi nồi bánh gạo cay của mình nó sền sệt phần nước sốt lại là được nhé. Nồi bánh gạo của mình trông rất là đẹp mắt, rất là hấp dẫn phải không nào? Khi mà phần nước sốt của mình đã bắt đầu sền sệt lại rồi, mình sẽ cho phần bắp cải vào. Bạn nào mà không thích ăn bắp cải thì có thể không cho bắp cải cũng được nhé. Mình sẽ đun cho phần bắp cải này chín nữa là được. Món bánh gạo cay của mình đã hoàn thành rồi đấy. Mình sẽ rắc lên trên một chút hành lá nữa là được rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và trang trí bánh ra đĩa cùng thưởng thức nhé. Và đây là thành quả của mình các bạn ạ. Mình đã có một đĩa bánh gạo vô cùng hấp dẫn và vô cùng thơm ngon rồi đấy. Món bánh gạo này các bạn không nên nấu quá lâu. Bánh gạo sẽ rất dễ bị mềm ra và trông nó rất là xấu. Bây giờ mình sẽ trang trí lên trên đĩa bánh gạo một chút vừng trắng nhé. Thời tiết nào mát mát, có một đĩa bánh gạo nóng như thế này để thưởng thức thì vô cùng tuyệt vời phải không nào? Không phải ra quán mà ngay tại nhà chúng ta cũng có thể làm được những đĩa bánh gạo thơm ngon và hấp dẫn như thế này để thưởng thức cùng với gia đình bạn bè của mình cơ. Các bạn hãy làm và chúc các bạn thành công với công thức làm món bánh gạo cay này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích, các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đồng thời đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh.